đây thì bắt đầu đi ốp uh, đất nữa con mùa này thì nói chung là nó vô mùa nắng rồi thì uh, bắt đầu là nam sẽ tiến hành là cho ốp đất ốp đất vô để cho cái sầu riêng của chúng ta nó đủ đất ăn là cái nhất cái thứ hai nữa thì uh, mục đích ốp đất của nam á là giai đoạn này là ốp vô đợt này cái là nam sẽ làm bông luôn nghe con là không còn ốp nữa nha đó à, thì điều kiện thứ nhất là mình trước khi mình muốn ốp đất á thì cái cây sầu riêng á là mình phải đi cho nó một cái nền hữu cơ trước thì hữu cơ á, thì mình sẽ đi trước nha hữu cơ quả cầu lửa không số tám cộng với bu mát sa băng thì theo tỷ lệ là năm một thì mình trộn đều lại nhau mình gãi một góc này khoảng ba kg đó thì khi mà mình gãi xong rồi mình tưới 3 4 ngày liền thì 7 ngày sau thì bắt đầu tiến hành mình sẽ ốp đất. Thì đối với sầu riêng thì quý con nông dân chúng ta chú ý giùm cho Nam về một cái vấn đề là gì? Chúng ta lấy cái lớp đất mặt này nè. Đây, cái lớp đất mặt này chúng ta ốp lên trên cái mô của sầu riêng. Rồi bắt đầu á, xong rồi nữa mình sẽ lấy cái sình, mình sẽ trả lên cái lỗ này. Nghe con? chứ đừng sầu riêng đừng có nên lấy sình mà chúng ta ốp lên cái góc sầu riêng nha ốp lên á, thì cái cây sầu riêng nhiều khi nó sẽ bị gọi là bị thúi gãy đó nó bị thúi gãy rồi con tại sao khi mà mình ốp kiểu này nè thì nó sẽ có những cái lỗ nó lỗ thì không khí đi xuống được á, thì cái gãy của chúng ta nó sẽ thở được thì bắt đầu là nó bò ra nó nhanh như kỹ thuật ốp này á, thì hiện tại giờ á, thì trên đó là ốp là cách thức là gì chúng ta không ốp ở trên cái đỉnh mô đỉnh mô gốc nè đỉnh gốc nè chúng ta không ốp mà chúng ta ốp từ phía dưới nè chúng ta ốp dài 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 ra nè đó như ở dưới đây thì nam sẽ tiến hành là ngày mai cho mẹ ổng ốp thêm cái dàn chân này nữa nè chân này cho nó dày lên chút xíu nào quý con nó hơi thiếu đất Ở à, dưới dàn chân nè thì khi mà ốp đất xong rồi á thì bắt đầu là nam sẽ tiến hành lại gì cho gãy voi một là voi hai là lăng đó thì tùy theo nhà vườn tùy theo cái ở dưới khu vực của chúng ta thì như vườn này thì chắc lẽ là, là nam sẽ cho gãy lăng lăng để vừa gãy ít thôi nghe một góc này năm gãy khoảng một ký thôi nó vừa hạ phèn vừa kích gãy cho cái cái, cái sầu riêng chúng ta luôn đó hạ phèn là sao là những cục đất sét này nè chúng ta phải hạ phèn để cho nó không ảnh hưởng tới cái bộ gãy của cây sầu riêng chúng ta thì khi mà chúng ta gãy lăn xong rồi năm gãy lăn xong rồi cỡ khoảng 7 ngày sau thì bắt đầu 7 hoặc là đến 10 ngày sau thì nam sẽ tiến hành cho tứ kích gãy lại đó để cho mục đích là gì cho nó kích cái bộ gãy màng cho nó ra nó dưới đất mới rồi quý con đó thì kích xong rồi thì đợt sau thì mình hữu cơ thôi bình thường thôi thì đó là cái những cái mà quý con nông dân mình cần lưu ý mình cho nam về cái vấn đề là ốp đất cho cái sầu riêng thì ốp đất trên sầu riêng thì giai đoạn này là chúng ta phải ốp nè giai đoạn này là ốp nè tại vì nắng lên là chúng ta phải ốp còn đối với trường hợp mưa là chúng ta sẽ không ốp được nha ốp thì nó sẽ bị lèn bị lèn đất đi nó nó gãy chúng ta nó sẽ không có có hút được cái không khí thì nhiều khi nó sẽ dễ bị gặp một cái tình trạng đó là gì nó bị thúi gãy đó hư vụ gãy màng đi thành ra là cái gì chúng ta ốp là chúng ta ốp vào mùa nắng thôi trên cái sầu riêng thì cách thức ốp thì hiện tại giờ nam cũng đang tiến hành là cho ốp như thế này nhưng mà cái phần dưới nó còn hơi thiếu đất nha quý con nè cái phần ở dưới đây nó còn hơi thiếu đất nè ngày mai nam sẽ cho mấy ổng ốp sương xương lại dưới vách dưới cái nữa này thì nó hơi mỏng rồi ốp đất này thì nói chung là cái cái, cái sầu riêng thứ nhất là mát gốc nó mát cái rễ màng nó mát rự ra bắt đầu nó đâm ra đó bả sầu riêng mà gặp mà đất nớ kiểu này nha nó khoái lắm quý rồi lên nhanh lắm ốp đẹp không ốp thì nói chung là một lưỡi len đi về, 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 về dài tới bo bo bo, bo nè đây mình bắt đầu xong rồi bắt đầu là gì mình sẽ tiến hành là à, cho mấy ống ốp dưới chân này bớt mới nữa mới được dưới chân này hơi yếu nè thì lỗ hang này thì mình cứ việc ốp đất đi mình lấy cái phần đất này nè mình ốp vô mình ốp mạnh vô đi rồi bắt đầu là giai đoạn này ốp cử này nữa là bắt đầu sang năm sau làm bông rồi đâu ốp nữa đâu đẹp không thời điểm nắng này là mình ốp đất là vừa luôn quý con là ok luôn á cây của chúng ta nó sẽ nhanh phát triển hơn rễ nó ấm rễ nó không bị hóc nhiều khi á nhiều khi giai đoạn này nè rễ nó bò ra rồi mà chúng ta không ốp đất vô đúng không là bắt đầu cái rễ nó sẽ bị cháy nắng cái nắng đó, nắng nó táp vô là rễ đầu lông hút nó bị đen thù lủi chân à bắt đầu là chúng ta phải ốp đất như thế này cho nó mỏng mỏng như thế này nè đó như ốp ngày khúc này lộ cây okay nè nam ưng nè đó hiểu chưa ốp này bắt đầu về rễ nữa nó ra rồi bắt đầu là cây nó phát triển nhìn đã lắm sầu riêng thì cây này là 3 năm 3 năm thì bắt đầu là mình sẽ ốp đất cử này nó quyết định luôn là nghỉ luôn để làm bông ừ. sầu riêng quý con nông dân chúng ta ốp đất ốp đất như thế này đúng không chúng ta đừng có một số anh em nhiều khi thấy á, lấy lét sành ốp lên thì theo riêng nam hồi xưa giờ là kỹ thuật là bên nam là không cho ốp đất sình nam chỉ ốp đất mặt như thế này thôi còn nữa mình lấy sình ở dưới mương mình chả vô những cái lỗ này đó chả vô lỗ này chả vô học này nè đó thì nó sẽ cái cây của chúng ta nó sẽ ít khi bị sốc hơn nó bị thúi rễ hơn sình nó nhiều khi nó ứ động vô á là rễ nhiều khi nó sẽ bị hư đó thì cây sầu riêng thì quý con nông dân mình biết rồi thì nó phải đúng kỹ thuật thì cây nó mới nhanh phát triển được nè rễ đang đi nãy chưa rễ đăng đi. Đọt đăng hé nè. Đọt đăng hé thì giai đoạn này bắt đầu ốp đắt luôn là cũng ngon rồi nè. Cho bắt đầu rễ nó ra đăng đắt mới luôn. Ừ. À, thì cái vườn sầu riêng này thì à, à, cũng dự định là khoảng à, tháng à, tháng 8 tháng 9 năm sau thì à, Nam sẽ tiến hành xử lý làm bông. Thì à, để coi tình hình như thế nào thì Nam sẽ luôn luôn cập nhật những cái video gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì à Hỏi, nam cũng xin trả lời những cái câu thắc mắc của quý con nông dân chúng ta là nhiều khi là nhiều anh em cũng có nói nam là nam ơi quay những cái đoạn video ốp uh, đắt như thế này gỡ đến những anh em để anh em xem thì uh, đây sẵn tiện đây thì ngày hôm nay cũng đang ốp đắt thì nam cũng nhín là thời gian để nam quay những cái đoạn clip như thế này để gỡ đến tất cả quý anh em chúng ta uh, làm sầu riêng thì uh, nói chung là sầu riêng ốp đắt thì chúng ta phải ốp nó bài ra cái điều điều kiện là bài bài ra để cho rễ nó ra nó ăn nhưng mà ở trên cái đỉnh mô á quý con nông dân mình đi nha ngay chỗ cái đỉnh gốc á là chúng ta đừng có ốp lên cái đỉnh gốc nha chúng ta mà ốp lên đỉnh gốc á là sẽ bị ngập rễ gặp ngay chỗ cái cổ rễ á cây của chúng ta sau này nó sẽ chậm phát triển có thể là nó dẫn đến tình trạng là xì mũ thúi cổ rễ cho cái sầu riêng chúng ta thà là cái cây sầu riêng chúng ta làm sao để cho cái cổ rễ nó lồi lên rễ nó sẽ rễ cọc á rễ cái quý con nó bò ở trên cái mặt đất của chúng ta thì cái cây sầu riêng nó sẽ phát triển rất là nhanh và nó hạn chế được cái vấn đề xì mũ sau này của chúng ta bởi vì ra là gì ốp đất là cũng là một cái kỹ thuật nhiều khi một số nhà vườn á giai đoạn này ốp trực tiếp lên trên cái cổ rễ luôn thì làm cho nó bị ngẹn cái cổ rễ đi thì cây của chúng ta sau này nó ảnh hưởng rất là nhiều về sau này đây là cái cây này là mu mu cây này thì uh, mu thì trồng uh, được uh, hai cây bên đó một cây với bên đây một cây toàn bộ vườn này là vườn ghi sáu nữa rồi chỉ có hai cây mu thôi hai cây mu đó trồng sao. nè ốp nói chung là đặt này ốp mạnh tay một chút là mình bỏ luôn nè đó là coi như mình sẽ tiến hành là làm bông luôn á nhưng mà trước khi làm bông á như giai đoạn này đi ốp đi chúng ta không ốp đúng không cái để cho tới gần giai đoạn làm bông mà chúng ta ốp đi thì sẽ không hiệu quả nữa con làm bông sẽ không hiệu quả bởi vì ra gì ốp đất á, nó cũng có tùy vào cái giai đoạn để chúng ta ốp đất nếu mà ốp mà kiểu hình thức mà ngay cái đợt mà gọi là làm bông á, thì sẽ không đạt nè rễ nó bò đi mạnh quá thì cây của chúng ta nó không có ngừng được cái sinh trưởng đi thì nó sẽ không có ra bông đó thà là chúng ta ốp là chúng ta ốp vào cái giai đoạn như thế này thì còn cỡ khoảng là như bữa nay là tháng tháng tháng, tháng chạp rồi tháng chạp thì năm ốp một cử này quyết định cái là năm bỏ luôn cho đến khoảng tháng 8 tháng 9 năm năm sau thì bắt đầu năm bị làm bông thì cả một cái thời gian rồi thì bắt đầu là đất này nó rễ coi như là nó đã ăn ra hết cái phần đất này rồi. Bởi vì ra mục đích của năm là năm cũng đợt này ốp là ốp cho tới luôn, ốp cho nhiều thiệt nhiều luôn là bắt đầu rễ cho nó ra luôn, là bắt đầu là chúng ta sẽ ngưng luôn rồi đó, ngưng ốp đất luôn. Đó, thì khi nào khi ốp đất nữa khi mà vườn này thu hoạch xong rồi thì nam sẽ tiến hành lại gì phục hồi dưỡng cây lại cho nó ra một cơ hai cơ đọt xong rồi bắt đầu nam sẽ ốp đất vô thêm cho nó một cử nữa thì bắt đầu là sẽ nữa sẽ tiến hành xử lý làm bông nữa đây, quý con thì đó là những cái sau này đi thì tính trước mắt thì nam sẽ cho ốp đất nè nè như quý con nông dân thấy không ốp đều nè thấy chưa đều có mẫu chân luôn ở nhằm mục đích là gì cho cái rễ nó bò ra nâng cái phần đất, đất mới này nè cây của chúng ta nó sẽ phát triển nhanh hơn với hai nữa nếu mà trường hợp cây mà thiếu đất ăn nha, quý con Thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng là cây của chúng ta nó sẽ chậm lớn nha Chậm lớn, chậm phát triển nha Đối với trường hợp một số vụ sầu riêng mà năm đi thực tế năm thấy á Bởi vì ra là gì ốp đất, cái khâu ốp đất nó cũng rất là quan trọng Ví dụ như đợt này, như chẳng hạn đây là tháng chạp đi Tháng chạp mà quý con nông dân mình có ốp thì mình ốp vô tháng chạp mình ốp một đợt đi. Rồi qua tháng 3, tháng 3, đầu tháng 3 âm lịch thì chúng ta muốn mà cây con đó, cây tơ đó, cây khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi đó thì chúng ta hoặc là 1 năm, 1 năm rưỡi cũng được. Chúng ta muốn ốp thêm một đợt nữa thì càng tốt nha, để cho nó đủ cái phần đất ăn thì cái cây sầu riêng nó sẽ nhanh phát triển hơn. Tại vì ngày xưa là cái vườn này là nam lên cái mô là nó hơi cao. Cái mô nó cao tầm khoảng 1m2, cái chân khoảng 1m5 cho đến 1m7. Bởi vì ra là chúng ta phải ốp lay gai lay gai đều đều, đều vô hoài luôn. Đó, thì khi mà ốp kiểu này Cái cây sầu riêng rất là nhanh phát triển Đây những anh em hiện tại giờ cũng đang đi Bắt ốc bắt cua Đây đó. Chiều nè một ông thì bắt ốc nè Ông bắt cá nè Chiều nay là đủ nhậu rồi đó Đó miền Tây quý con đồng nhau thấy không Chiều mà ra đồng là có cá có tôm Có ốc có cua Thôi thì chiều rồi Nam cũng kết thúc video tại đây nha quý con